Giá thép trên sàn giao dịch Giá thép hôm nay ngày 28 tháng 5 năm 2024, giá thép giao tháng 10 năm 2024 trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ xuống mức 3.785 nhân dân tệ, tấn. Hợp đồng quản sát được giao dịch nhiều nhất trong tháng 9 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, xe của Trung Quốc giảm 0,44% xuống 908 nhân dân tệ, 125,33 đô la Mỹ, tấn tăng 2,6% so với tuần trước. Giá quặng sắt chuẩn giao tháng 6 trên sàn giao dịch Singapore tăng 1% lên 120,75 đô la Mỹ một tấn, tăng 2,9% từ đầu tuần đến nay. Giá của nguyên liệu sản xuất thép quan trọng đã chịu áp lực giảm trong ngày hôm trước và dao động trong biên độ hẹp do các nhà đầu tư và thương nhân đánh giá lại triển vọng nhu cầu trong ngắn hạn sau khi sản lượng kim loại nóng mới nhất không đạt kỳ vọng trong khi tồn kho bên cảng tiếp tục tăng. Giá thép tại thị trường trong nước theo ước tính của chứng khoán Tiên Phong, TPS, doanh thu của các doanh nghiệp ngành thép quý 1 năm 2024 ghi nhận 68.797 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lãi ròng tăng mạnh 571% so với cùng kỳ, đạt 3.259 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh tích cực của ngành thép đến từ hai yếu tố: kênh xuất khẩu thép thành phẩm tăng mạnh và giá nguyên liệu đầu vào ổn định, có xu hướng giảm. Trong bối cảnh kinh doanh khởi sắc, tăng trưởng giá của đa số các cổ phiếu trong ngành cho thấy sự vượt trội với động lực chính từ năng suất bán hàng và xuất khẩu của thép thành phẩm được cải thiện trong đầu năm 2024. Tuy vậy nhóm phân tích TPS cho rằng định giá của nhóm thép hiện đã ở mức khá cao so với mức trung bình của ngành, P, E đạt 23, một ít lần so với mức âm trong bình quân 3 năm qua, các cổ phiếu nổi bật trong ngành phần lớn đều đang giao dịch nhỉnh hơn so với mức trung bình. Giá thép hôm nay tại thị trường trong nước ổn định Theo khảo sát trên Siêu Online, giá thép hôm nay ngày 28 tháng 5 năm 2024, cụ thể Giá thép tại miền Bắc Giá thép hòa phát dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.040 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10CB300 ở mức 14.430 đồng 1 kg Giá thép Việt Ý, với dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng 1 kg xuống mức 14.040 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10CB300 cũng giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.540 đồng 1 kg. Giá thép Việt Đức với dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 13.940 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10CB300 giảm 10 đồng 1 kg, xuống mức 14.630 đồng 1 kg. Giá thép Việt Nhật, VGS với dòng thép CB240 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.110 đồng 1 kg, với dòng thép D10CB300 duy trì ở mức 14.310 đồng 1 kg. Giá thép KIO Việt Nam, KVSC, với dòng thép cuộn thép cuộn CB240 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 13.970 đồng 1 kg, với dòng thép thanh vàng D10CB300 giảm 100 đồng 1 kg xuống mức 14.270 đồng 1 kg. Giá thép Việt Mỹ, VAS, với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.110 đồng 1 kg, với dòng thép thanh vàng d 10 cb 300 ổn định ở mức 14.210 đồng 1 kg, giá thép tại miền Trung. Giá thép hôm nay tại miền Trung giảm 100 đồng 1 kg ở một số thương hiệu thép. Cụ thể, giá thép hòa phát, với dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng 1 kg xuống mức 14.040 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10CB300 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.390 đồng 1 kg. Giá thép Việt Đức với dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.440 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10CB300 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.750 đồng 1 kg. Giá thép Việt Mỹ, VAS, với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.210 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10CB300 ổn định ở mức 14.670 đồng 1 kg. Giá thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.690 đồng 1 kg thép thanh vàng D10CB300 ổn định ổn định ở mức 15.300 đồng 1 kg. Giá thép tại miền Nam Giá thép hôm nay tại miền Nam cũng giảm 100 đồng 1 kg. Cụ thể Giá thép hòa phát với dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng 1 kg xuống mức 14.040 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10CB300 giảm 100 đồng 1 kg xuống mức 14.430 đồng 1 kg Giá thép Pomina với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.590 đồng 1 kg Thép thanh vàng D10CB300 ổn định ở mức 15.300 đồng 1 kg Thép Việt Mỹ VAS với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.010 đồng 1 kg Thép thanh vàng D10CB300 ở mức 14.410 đồng 1 kg thép tung ho, với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.210 đồng 1 kg, với dòng thép thanh vàng D10CB300 ở mức 14.510 đồng 1 kg. Thông tin mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương.